sai lầm nghiêm trọng khi sơ cứu vết thương hở. Trong gia đình mình, nếu chẳng may có thành viên nào bị thương tích ở đâu đó, đặc biệt là các em nhỏ hay leo trèo nghịch ngợm và có những vết thương hở, thì chúng ta cần phải lưu ý những điểm sau khi mà sơ cứu nha. Đầu tiên là chúng ta không nên đổ trực tiếp oxy già lên vết thương nha, bởi vì thành phần của oxy già có chứa hydrogen peroxide H2O2. Đây là một chất oxy hóa cực mạnh, nó sẽ giúp cho mình tiêu diệt được vi khuẩn và đồng thời sẽ tiêu diệt luôn cả tế bào bạch cầu này, tiểu cầu, các mô mới lành và đặc biệt là sẽ để lại sẹo rất là xấu. Chưa kể là oxy già sẽ làm cho vết thương lâu lành và còn gây đau đớn nữa. Cách tốt nhất là các bạn hãy rửa vết thương bằng muối sinh lý 0,9% này và sau đó sát khuẩn bằng dung dịch bovidin iốt 10% nha. Nếu như vết thương lớn, chúng ta có thể băng lại bằng gạc y tế, có bôi một chút Vaseline hoặc là dầu mồ ô để giúp chống dính lên vết thương và làm lành vết thương nhanh hơn. Nhưng mà nếu như vết thương lớn quá thì chắc chắn là các bạn nên phải đến cơ sở y tế để được sơ cứu đúng cách nha. Nương kính chúc cho tất cả các bạn và gia đình của mình sẽ không phải sử dụng đến những cách sơ cứu mà Nương hướng dẫn đâu nha. Và sẽ ý nghĩa hơn nữa nếu như các bạn cùng Nương chia sẻ kiến thức này đến với thật nhiều gia đình để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.